chào các cô Vi, xin chào các em đáng yêu. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần thật là vui phải không nè? Hôm nay chị quyết định là làm một cái slam khổng lồ. Bởi vì lâu lắm rồi chị chưa làm một cái slam khổng lồ nào để dành tặng cho tất cả các subscriber của chúng ta. Cô Vi. Xin chào các cô Pi, xin chào các em đáng yêu. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần thật là vui phải không nào? Chủ nhật rồi đó. Hôm nay chị đã rút kinh nghiệm là sẽ quay ngoại cảnh vào buổi sáng. Nhưng mà có vẻ như trời vẫn rất là âm u, có khi nào là sẽ mưa hay không? Thôi chúng ta phải tranh thủ làm nhanh nhanh, chứ không thôi chị gái mưa sẽ lại làm cho nguyên một cái video vô cùng ướt át mưa rồi đây. Đã lâu lắm rồi chị chưa có một cái video nào làm về slam khổng lồ, nên ngày hôm nay chị sẽ quyết định làm một loại slam mới. Và các em hãy đoán thử xem đó là loại slam gì nhé. Và đây là tất cả những gì chị em mình cần cho cái slam khổng lồ ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì cả nhà hãy ủng hộ cho chị bằng cách nhấn like nè, share, comment và subscribe, cũng như là trở thành thành viên của gia đình Baby Kobo, trở thành một cô Pi đáng yêu để có thật nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi, let's do it. Và cũng như mọi lần thì phần đầu tiên của video chính là phần giới thiệu nguyên liệu nhé. Đây là cái quan trọng nhất, chính là keo trong. Hôm nay chị sẽ làm với 10 lít keo trong lận. Nặng lắm, không có nhấc lên nổi luôn đó. Đây, cái bình này là cái bình 10 lít. Yeah. Wow, nặng quá đi. Tiếp theo là body lotion, một cái đồ đựng nhỏ, một cái đồ đựng lớn, dầu xả, đồ khuấy nè, màu và các loại mùi hương. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Tiếp theo là body lotion, đồ đựng nè, đồ khuấy, một chai nước ấm để lát nữa chị em mình pha borax đó, dầu xả, lát nữa có nhiệm vụ gì thì chị sẽ bật mí sau nha. Đây là hương liệu mùi bơ, vì hôm nay chị dự định sẽ làm một loại slam giống như là đồ ăn vậy đó, nên chị em mình sẽ có mùi bơ. Màu thực phẩm chị sử dụng hai màu là màu hồng, hoa hồng và màu tím, hai màu này rất là đẹp luôn. Và thêm một chút xíu mùi sữa nữa. Còn đây là borax. Ok, vậy thì chị em mình cùng bắt tay vào làm nhé. Cả nhà có thấy gì không? Nắng lên rồi. Lúc nãy thì mém tí nữa là mưa, còn bây giờ thì nắng, siêu nắng luôn. Chị lại trở thành con mực khô nữa rồi. Thôi không sao, bây giờ bắt tay cùng làm nhanh nhanh, kẻo tốn thời gian của các bạn nhé. Đây là đồ đựng. Chị em mình sẽ cho nước ấm vào, 200ml nước ấm. Tiếp theo chị em mình sẽ cho borax vô. Với 250ml nước ấm thì chị em mình sẽ cho khoảng cỡ 10g borax. Thì chị sẽ chia cái bịch này ra làm 5. Khuấy lên. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Nặng quá. Không biết cái đồ đựng này có nổi không nữa trời. 10 lít keo trong đây rồi. Ừ, keo trong đó con. Cái này là keo trong suốt. Keo á con. Rồi. Cô bơi qua đây đứng, cô bơi qua đây đứng. Bây giờ chúng ta sẽ cho body lotion vào nha. Chắc là đến bước này một số bạn đã đoán được chất slam hôm nay là gì rồi đúng không? Vì lượng keo khá nhiều nên chị sẽ cho nửa hũ luôn. Keo chị sẽ cho thêm một chút xíu dầu xả vào để thêm phần bóng và mềm cho slam nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quậy trộn đều. Quậy đều lên. Trời,
sẽ tốn một số thời gian hơi dài dài để tất cả các hỗn hợp này hòa trộn với nhau đó nha. Và nhớ là phải khuấy đều, trộn thật là kỹ trước khi làm thành slime, bởi vì nó sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc slime của chúng ta có mềm, dẻo và hòa quyện đều với nhau hay không đấy. Đây là một loại slime rất là mới luôn, và khi mà chị chơi á thì chị cảm thấy là rất là dẻo nè, rất là mềm và lại còn giống một loại thức ăn nữa. Gợi ý nãy giờ 2-3 cái rồi, cả nhà đã đoán được đây là chất slime mới gì chưa? Và hỗn hợp của chúng ta đã đều rồi đây cả nhà ơi. Chị nhìn thấy giống như là hỗn hợp mà chuẩn bị để nấu rau câu vậy á. Công nhận là nhìn đâu cũng thấy đồ ăn, sáng giờ chưa ăn gì, đang rất là đói bụng. Cả nhà nhớ ăn sáng đầy đủ nha. Rồi, bây giờ chính là lúc chị em mình sẽ cho bao đắp vào để đông hoàn toàn hỗn hợp này lại nhé. À quên, trước đó thì chị em mình nhớ phải cho mùi hương vào, và đây là mùi bơ. Thơm phức luôn, giống như là mùi bánh vậy. Thơm quá. Lại khuấy trộn đều. Lần này thì cả một cái hỗn hợp đang mùi bánh quy rất là thơm. Wow, xong rồi đây. Bây giờ chị em mình sẽ cho borax vào nha. Cho từ từ thôi. Vừa cho và vừa quậy đều tay nhé. Vừa có keo trong nè, vừa có body lotion nữa, cho nên sẽ hơi khó đông hơn khi chúng ta làm riêng với lại keo trong. Nên là cả nhà cứ cho từ từ một, đừng có vội. Nếu cả nhà có ý định, kể cả cả nhà ơi, đây, cuối cùng cũng xong. Chuẩn bị hoàn thành rồi đây nè, chị đã rút tay ra rồi. Mệt quá, mệt mà không biết nói gì luôn. Mệt nói không nên lời, quá mệt. Được một cái thau bự, không biết là bao nhiêu ký đây. Rõ ràng là không hề cho một chút xíu nước nào hết, mà nhìn giống như là trickly slime vậy đó cả nhà ơi. Đó, thấy nó tưng tưng không? Ngộ quá ha. Hôm qua chị có post thử một đoạn lên trên Instagram thì thấy có cả nhà cũng rất là nhiều bạn nói đây là trickly slime, nhưng mà rõ ràng là mình có cho thêm nước đâu ta, sao mà các bạn đó lại núng nín hay vậy nhỉ? Chắc là do chị cho nhiều lotion và dầu xả nên bạn ấy mềm và rất là đã luôn đó cả nhà. Bóp nghe tiếng đã không? Ok, bây giờ chị em mình sẽ trộn màu nha. Sau rất nhiều sự cố gắng cùng mồ hôi nóng lắm thì bây giờ đây chính là sản phẩm của chị em ta. Rất dẻo và mềm nè. Tan tan. Đã hôn. Mà vẫn còn rất là nhiều luôn nè cả nhà ơi. Và đây là màu pink rose. Cái màu này nó đậm quá làm cho chị chói mắt quá. Lỡ tay cho hơi lố rồi. Wow. Sau khi trộn thì chị em mình đã ra được cái màu giống như vậy nè. Và chị cảm thấy đây là một cái màu rất rất là đẹp. Nên là thôi, cho vô luôn đi. Cả nhà thấy giống gì chưa? Đó chính là cái kẹo dẻo đó. Wow.
Cả nhà thấy có đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đã quá. Đây, màu tím. Mong là sẽ ra một cái màu đẹp nha cả nhà. Một bạn slam rất là dẻo nè, tạo được bong bóng kêu tiếng to nè. Đó. Và hoàn toàn là không có đứt nha. Thử tạo bong bóng xem. Cảm ơn cả nhà đã xem clip ngày hôm nay và hãy nhớ tham gia mini game nếu các em thích nha. Nhớ đặt tên cho bạn này và sẽ có 5 bạn được nhận 5 hũ slime miễn phí. Chính là bạn này ngày hôm nay đây. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại trong những video kỳ sau nhé.